chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của MMO Official. Và hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn một con app kiếm tiền hoàn toàn miễn phí mà bạn không cần phải bỏ ra bất kỳ một đồng vốn nào cả. Thì đến với con app này, chúng ta sẽ kiếm tiền như thế nào? Bạn có thể đọc phần tiêu đề ở đây là mời thành viên nhận 10.000 tiền thưởng. Thành viên càng nhiều thì tiền thưởng càng cao. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà bạn mời một người mới tham gia tải con app này về, nhập mã giới thiệu của bạn thì bạn sẽ nhận được ngay là 10.000 vào ví của bạn nhé. Cách thức làm sao để có thể đăng ký cũng như là kiếm tiền với con app này thì mình sẽ hướng dẫn bạn ngay bây giờ mà thôi. Trước tiên thì bạn cần phải tải con app này về này. Bạn hãy kéo xuống phần mô tả của video này, bấm vào link tải app mình để ngay dưới video này thôi. Và sau đó nó sẽ chuyển bạn sang trang để tải app nhé. Rồi, nếu như thiết bị của bạn là Android thì bạn hãy bấm vào ô Android. Nếu như thiết bị của bạn là iOS thì bạn hãy chọn cho mình là iOS nhé. Bạn hãy bấm vào là đường link 1 này. Vì đây là file APK cho nên là bạn hãy chọn OK cho mình nhé. Rồi, sau khi mà tải xong, bạn hãy chọn mở lên cho mình nè. Ấn vào cài đặt bạn nhé. Sau khi mà cài đặt xong thì bạn có thể mở ứng dụng này lên. OK thì đến phần đăng ký. Dòng đầu tiên là mã giới thiệu, bạn hãy điền cái mã giới thiệu này vào cho mình này. Hãy điền cái mã giới thiệu là 2F8497 nhé. Và tiếp theo thì hãy nhập tên tài khoản của bạn, cài đặt mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Sau đó bạn hãy chọn đăng ký thì bạn có thể đăng nhập thành công được vào cái app này nhé. Rồi OK, ở đây thì chúng ta sẽ chọn là liên kết ngay nhé. Rồi thì nó sẽ hỏi mình là vui lòng liên kết tên tài khoản ngân hàng trước. Sau khi mà liên kết, bạn sẽ không thể tùy đổi tên tài khoản ngân hàng của mình. Thì tên tài khoản ngân hàng ở đây ấy thì chính là họ tên của bạn luôn. Mình sẽ nhập họ tên của mình vào đây nhé. Tên tài khoản phải là chữ in hoa không dấu, bạn hãy lưu ý điều này. Sau khi mà mình lưu xong ấy thì bây giờ mình sẽ chọn là điền cái mật khẩu rút tiền. Mà khi mà bạn rút tiền thì nó sẽ hỏi bạn là cái mật khẩu rút tiền của bạn là gì thì nó mới cho bạn rút nhá. Sau khi mà bạn điền xong, bạn đã chọn cho mình là phần lưu này, yêu cầu thành công và chọn xác nhận. Rồi bây giờ là thêm cái tài khoản ngân hàng. Đầu tiên bạn đã chọn cho mình là tên ngân hàng nhá. Đây nó có rất là nhiều ngân hàng, mà bạn dùng cái ngân hàng nào thì bạn hãy add ngân hàng đó vào chi nhánh này. Đó là cái phần họ tên chủ tài khoản ngân hàng này, là cái phần mà lúc đấy bạn vừa mới thêm vào nhá. Số tài khoản này, nhập lại số tài khoản và mật khẩu rút tiền. Xong bạn chọn cho mình là xác nhận. Làm thế nào để có thể kiếm tiền trong con app này? Mình sẽ vào phần là nguyên tắc kiếm tiền này. Nếu như bạn giới thiệu được một thành viên đăng ký, bạn sẽ nhận được là 10.000 đồng tiền thưởng. Thì cái 10.000 này sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của bạn. Bạn có thể trực tiếp rút tiền về hoặc là để tiền trong cái tài khoản để nhận hoa hồng mỗi ngày. Từ 12 giờ đến 1 giờ trưa bạn sẽ nhận được tiền hoa hồng dựa theo cái số dư tài khoản của bạn. Tỷ lệ lãi suất hàng năm là 182,5% là rất là cao. Mỗi khi bạn nạp tiền thì bạn sẽ có cơ hội để quay trúng thưởng 1.000 chiếc iPhone 12. Bạn có thể hợp tác với cái giáo viên hướng dẫn để kiếm lợi nhuận từ đặt cược xổ số. Mình sẽ mở là cái phần sảnh xổ số này ra này. Đó, ở đây là cái phần đặt cược xổ số nhá. Bạn có thể đặt hoặc là không. Như mình thì mình sẽ không đặt cược. Và đây sẽ là phần kết quả xổ số này. Mình sẽ khuyên các bạn là chỉ nên chơi miễn phí và rút tiền từ con app này về. Tại vì sao? Tại vì khi mà bạn rút tiền về thì cái số tiền đấy mới là của bạn. Còn bạn để tiền trong app này thì nó vẫn là tiền ảo mà thôi. Hãy sử dụng là cái phần link tải app nhá. Thì chọn là phần sao chép này. Đó, đây là link tải app của bạn. Và phần mã giới thiệu nhá. Các bạn phải tải xuống thông qua link này. Và nhập mã giới thiệu thì bạn mới có thể cộng được 10.000 vào cái tài khoản này. Và bạn có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng của bạn bất kỳ lúc nào bạn muốn. Link tải app cũng như là mã giới thiệu thì mình xin để dưới phần mô tả của video này. Và bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu như bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một subscribe nhé. Xin chào bạn, mình là admin của kênh YouTube MMO Official. Hiện tại thì kênh YouTube của mình làm về kiếm tiền online affiliate marketing. Nếu như bạn là người mới lần đầu tiên xem video của mình thì đừng quên cho mình một đăng ký kênh, bật chuông tất cả lên nhá, để bạn có thể không bỏ lỡ được những video kiếm tiền online đến từ kênh của mình.
Chúc bạn xem video đẹp. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.